chơi. Bo Brazil. Cam Brazil cắt là đúp Tây Ban Nha. Pháp à? Petit, lần này chắc chắn phải là ai? Tuyển Anh đi. Vào đúp ai nhỉ? Đơn sâm. Đúng. Đấy. Ui. Xem mờ. Một rích. Gà cho quả dâu béo thơm quá nên cun. Em thì em muốn làm rồi. Nhưng mà đấy là gói 9 6 bác ạ. Gói đấy thì thực sự là người ta may mắn lắm người ta mới ra ấy. Mở ra quả cầu thủ anh em chơi quá trời luôn. The Thomas man. Ghê ha. 111 liền. Mở. Lại thủ môn của Liverpool. Trời ơi. Trời ơi, Bizon này. Ok. Nay mình mở gói này trông có vẻ là ổn áp này. BTC 9 á. Wow, định vậy. Thằng anh đập 10 đấy. Ý à, CLM Ý. Gattuso. Quả đầu chiến này. Nào. Chơi. MC 96 cộng 8 men. Pháp. Rdup Pháp à. Oman à. Ôi dồi ôi. Đầu ngựa. Như anh mọi mở con này đúng không anh em? Hai con này luôn. Ủa sao mở được hẳn hai con này vậy? Chắc cả gói 94 hả? Con này đổi vía đi. Con này mình sẽ mở E21 trước. Xếp như này đi. Đặt cuối cuối nào. Chơi. Là ai? Tuyển Anh đi. Rồi đúp. Ai nhở? Baby Sick Man 500 tỷ. Ôi, đáng người bán 500 tỷ luôn. Uầy, hôm nay mở ác vậy. Xời. Thế này được nhỉ? Perisic đầu đang nghĩ là rờ đúp là ai? Tại thường mày đá cánh trái cơ. Cánh của Perisic đá là đá lốt đá. Hiếm lắm mới thấy Perisic á. Đẹp rồi, được chưa, được chưa? Chủ tịch hài lòng chưa nhỉ? Lại không hài lòng đi. Anh này hôm trước bị Anthony gì đó xoay xoay. Ủa đi mấy quả ác nhỉ? Sergio Roberto, Marcos Alonso, Van Verde. Không, phát trước ở dưới cùng rồi. Phát này tôi dự nó sẽ lên đầu. Vô nào. Chơi. Là đúp Tây Ban Nha. Pháp à? Betis. Lần này chắc chắn phải là đấy. Trời ơi, cái gì đúng là tóc ngắn tôi lại ủng hòn luôn. 2117 men. Cái gì vậy? Ôi. Chủ nick này là người đến từ đâu vậy? Chắc chắn là người đến từ tương lai rồi. Đến từ tương lai, biết hôm nay tôi mở đỏ như vậy ta. Kinh khủng. Ui sao mày mở cháy sườn này được? Trời ơi. Đỏ nhở? Tiếp 117. Perisic 117. Nãy mình mở magic thật đấy. Quá đỏ luôn. Ooh, lại là một kèo ác Liverpool 1 rồi men. Hay ha. Wow. Bill nguyên cái đội hình nhờ. Xịn á.
Bây giờ anh mở cho luôn một kèo tiền đạo cắm cộng 5 cái mùa spotlight hoặc là mùa LN nè. Yo. Gót dê. Bố già. Nó chưa có tiền đạo đâu vậy? Thế đó rồi. 109. Ôi sao phải Rooney cộng 5 men. Cái gì này? Trời ơi, lick level 1 cho người ta mấy con cộng 5 người ta đá đi. Món này chết rồi. Cái gì này? Cái gì này? Toàn min này. Ông vui. Lo em ơi. Vẫn may nó luôn luôn có ở trong người. Đấy, Teacher Manny 110 liền. Đây, 19 ô trước nè. Thực ra thì chúng ta không cần Robert, mà chúng ta cần Gnabry. Kinh nhỉ. Mà lương 18 quá ác. Được khoản này là lụm luôn nè. Siêu tiền đạo. Gomez là được. Andre Gomez 114 thay vì chúng ta lấy gói cộng 8 của 111. Đây này, siêu tiền đạo nằm đây này. Hà Lan. Ôi giời ơi. Trời ơi, sao phải Hà Lan CF men. Tính ra cái kèo Hà Lan cái gói LN này rất là nhiều kèo ngon nha. Chết rồi. Cúc ha. Không thể cúc được. Ba hủy ha. Yeah. Là double. Chơi. Bo. Brazil. Cam Brazil. Kaka. Ui. Đấy. Ui MC96 hôm nay nó lạ lắm. Được chưa? Kê liền. Đấy. Kaka làm điểm nhấn nghiêng. 245 lần đầu ra Kaka ác ha. Đây cũng là lần đầu tiên tôi mở Kaka đấy, thề luôn. Nay Brazil vẫy gọi à? Trời ơi, mở cả tấn gói chỉ định cũng ra Kaka tôi béo này, mở gói 96 ra được. Spotlight à? Spotlight thì ra con Vlahovic cho dễ đá nhỉ. Cứ thôi. Nhà phân phối Nkunku xin kính chào quý bạn và các vị. Nkunku cay thật. Hay là Eric Garcia. Trời ơi, tôi thấy đợt này gói 150 của mùa E21 này ngon hơn hẳn cái đợt vừa rồi ấy. Thế không, nọ toàn pháo. Đợt này đá toàn lửa. Vô. Không, lần này không thể pháo được. Tôi linh cảm là đây sẽ là một tiền vệ trung tâm chỉ số 116. Đấy, hợp lý không? CM116 à? Là ai ta? Đợt dâng. Đúng. Đấy. Ui. CM một rích. Ôi hôm nay mình mở thẻ bịp thật sự luôn ạ. Nhưng mà em chưa thể lực bé vậy. Trời. À, đó là sức mạnh. Sức mạnh nó kéo xuống. Ôi dồi ôi. Khiếp thật đấy, hôm nay mở magic vai trường. Khiếp à. Ôi, muốn chơi quá. Mỗi tội hết tiền rồi.
chưa? Nick Liver 1 mọi người ơi. Nick Liver 1, vậy thì bây giờ có hai tiền vệ trung tâm rồi. Chúng ta sẽ cần một thủ môn. Chúng ta cần một tiền đạo nữa. Thủ môn chúng ta có ban ở xa rồi. Đây, Liver 1 nè. Đây. Thể lực bao nhiêu? Thể lực 116. Ác ta. Villarreal đẹp rồi em ạ. Làm gì ở Cutoa up mà mở cái nick này mở 19 U cũng ngon nha. Nè. Cái gì? Areola, tôi bỏ Areola rồi. Cái này đẹp nhất là con gì nhỉ? Đen. Đây là một tiền đạo. Yo. Rồi để Meron đầu cũng được. Ra quả cờ Hàn Quốc thì ối rồi ôi, Nick Liver 1 chơi này thì chớp. Mở. Hay. Ui, 117. Là thủ môn thật kìa. Trời, cái mồm hư. Ôi giời ơi. Đã 117 nhưng mà thủ môn. Nãy chót mồm hư bảo là thiếu đúng GK sao? Con GK thật luôn. Cày. Như thế này là cũng được đấy. Gia Khoa xịn à? Nhìn giống Gia Khoa. Thế là ổn áp rồi em ơi. Ô con này bán đẹp nè. Đây. Nick Liver 1 mở này. Mẹ hai con 117. Mít trước cũng hai con 117 mà. Trời ơi, cạch ca. 270 lụa.